Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 9, cùng nhau giải đề thi khảo sát đầu năm. Một cái đề tham khảo của năm học 2021-2022. Bài đầu tiên của chúng ta sẽ là bài phát âm. Trong câu số 1, chúng ta sẽ phát âm chữ chờ. Trong 4 câu này thì câu nào chữ chờ phát âm khác, chúng ta sẽ khoanh vào nó. Rồi câu đầu tiên của chúng ta, teacher. Teacher, chữ chờ để đọc là chờ luôn. Câu B, brochure, cái này đọc là chờ, sure, brochure, quảng cáo đó. Câu C là beach, câu D là much. Vậy thì ở đây chúng ta khoanh ở câu B. Câu số 2, prefer, chữ E đọc là Y này, prepare, chữ E đọc là Y luôn. Câu C là X, đọc là cái hàng rào đó, biên giới đó, cái này đọc là E. Câu D, delete, đọc là Y này, delete, nhà xóa đó. Và ở đây chúng ta khoanh vào câu C. Câu số 3 là phần nhấn âm. Câu số 3 của chúng ta là phần nhấn âm. Chúng ta có minimize nhấn âm đầu, remember nhấn âm 2, deposit nhấn âm 2, tiền đặt cọc, immediate nhấn âm 2, immediate ngay tức khắc, remember là nhớ, minimize làm giảm tối đa. Vậy để chúng ta khoanh câu A. Câu số 4, trungle, chúng ta nhấn âm đầu tiên, Ryan nhấn âm đầu luôn, snorkel là nhấn âm đầu luôn ha, marine nhấn âm 2. Vậy chúng ta sẽ khoanh vào câu D. Vậy chúng ta xuống bài số 2 La Mã liên quan đến từ vựng ngữ pháp. Câu số 5, Việt Nam là một quốc gia xuất khẩu cà phê. Xuất khẩu cà phê đây là một cái tính từ ghép. Vậy thì cái động từ thêm in trước gạch nối cộng một danh từ. Vậy ở đây sẽ là exporting coffee, giống như là cuộc thi nấu ăn sẽ là cooking dry contest nhé. Rồi câu số 6 này, khi mà cái gì đến thì họ đã mang cô ấy đi rồi. Ở đây chúng ta có câu A, ambulance là xe cứu thương, victim là nạn nhân, câu C, doctor là bác sĩ, cái này là vết thương. Vậy ở đây chúng ta sẽ khoanh vào xe cứu thương, đó là ambulance câu A nhé. Câu số 7 này, cậu bé bị té xe đạp và bị thương ở đầu gối, bị té xe, chúng ta có cụm từ là fell off, chúng ta khoanh vào câu B. Câu số 8, anh ấy đang học hành chăm chỉ để mà đạt điểm tốt. Hết rồi, không có đâu con. Để mà đạt điểm tốt, các cái cụm từ mà để mà các bạn nhớ đó là in order to. Chúng ta có những cái cụm từ này, in order to, so as chu, cộng một động từ thêm động từ nguyên mẫu đằng sau. Hết rồi, mẹ nói không nghe. Rồi, có mệnh đề. Còn chúng ta có in order that, so that, so that là cộng một mệnh đề. Có khác rồi mẹ, anh đi kiếm xe á. Rồi ở đây câu số 8 chúng ta sẽ chọn là câu C. Chọn câu C bởi vì dịch nghĩa này, anh ấy học hành chăm chỉ để đạt điểm tốt, chứ không phải là cái câu D. Câu D là anh ấy học hành chăm chỉ để không đạt điểm tốt, thì nghĩa nó sai. Và chúng ta xuống câu 9, Linh là một gì, cô ấy làm việc trong một cửa hàng bán hoa ở thị trấn Tây Ninh. Vậy ở đây á, người bán hoa chúng ta có từ florist nha. Câu số 10, bạn có phiền nếu tôi hút thuốc hay không, tốt hơn là bạn đừng có hút, ở đây chúng ta sẽ xài cái từ didn't. Câu số 11, bạn phải ghé qua nhà tôi để ăn tối vào ngày cuối tuần. Chúng ta có cụm từ come over là ghé qua. Câu số 12 này. Ôi trời ơi không, tôi luôn luôn gì? Mắc phải sai lầm giống nhau, mắc phải cái lỗi giống nhau. Ở đây chúng ta sẽ xài từ always. Rồi, chúng ta xuống cái bài chia động từ cho ngoặc này. Câu số 13, chúng ta chia từ cho ngoặc nhé, buộc form đó. Chúng ta đang có một thời gian tuyệt vời ở Trung Quốc. Bây giờ time là gì? Time là danh từ nhá. Time là danh từ, trước danh từ phải là một tính từ. Chúng ta phải biến cái từ wonder thành tính từ, đó là từ wonderful. Thời tiết thì nhiều mây và ẩm ướt. Bây giờ chúng ta y là động từ to be, thì chúng ta phải chuyển cái từ cloud là danh từ mây đó, chuyển thành có mây, nhiều mây là cloudy, tính từ. Câu số 14, khi Lan đang đọc báo thì điện thoại reng lên, sẽ là một vế sẽ chia thì, quá khứ tiếp diễn, một vế sẽ chia thì, quá khứ đơn. Đang đọc báo là hành động diễn ra dài hơn.
thì ở đây sẽ là quá khứ tiếp diễn. While land word reading này, while land word reading thì điện thoại rang. Ở đây điện thoại sẽ là quá khứ đơn, rang, ring, rang, rung đó. Rồi chúng ta xuống bài đọc. Tokyo, which is the capital of Japan, is one of the three largest cities in the world. In the 12th century, Japan capital was an island city named Kyoto. 600 years later, many people from Kyoto moved to a city called Ai. That name is Tokyo and make this city the capital of Japan. Today, Tokyo is a busy place. It is a center of business and education. It is also a religious center. In addition, the famous Imperial Hotel was built in 1920 by an American, Frank Lloyd Wright. And many shops, stores, churches, and eating places can be found in this capital. In downtown Tokyo, many large new buildings made of concrete and steel may be seen. Some of these were built after the earthquake of 1923. Others were built after World War II. Cái bài này chúng ta sẽ dịch như sau. Tokyo là thủ đô của Nhật Bản. Nó là một trong ba thành phố lớn nhất trên thế giới. Vào thế kỷ thứ 12 thì thủ đô của người Nhật, của Nhật Bản, nó là một cái đảo, một thành phố đảo tên là Kyoto. Mà 600 năm sau thì nhiều người từ Kyoto chuyển đến một thành phố gọi là Ai, và họ đặt tên nó lại là Tokyo, và quyết định đây là thủ đô của Nhật Bản. Ngày nay thì Kyoto là một cái nơi rất là đông đúc tấp nập. Nó là trung tâm kinh tế, thương mại, trung tâm thương mại và giáo dục. Nó còn là trung tâm tín ngưỡng nữa, tôn giáo nữa. Ngoài ra khách sạn Imperial nổi tiếng được xây dựng vào năm 1920 bởi một kiến trúc sư Mỹ tên là Frank Lloyd Wright, và rất nhiều cửa hàng shop này, nhà hát và nơi ăn uống có thể được tìm thấy trong thủ đô này. Ở trong trung tâm thành phố thì có rất là nhiều tòa nhà to mới được xây từ bê tông cốt thép. Và một số tòa nhà thì được xây sau trận động đất năm 1923, một số cái thì được xây sau chiến tranh thế giới thứ hai. Rồi chúng ta sẽ làm câu số 15, 16, 17 và 18. True or false, đúng hay sai? True là đúng, false là sai. Câu số 15 chúng ta dịch này: Kyoto is an island city. Kyoto là một thành phố đảo. Chúng ta coi đây. Vào thế kỷ thứ 12, thủ đô của Nhật Bản là một thành phố đảo tên là Kyoto. Vậy câu này đúng. Đúng thì chúng ta sẽ viết là true. Câu 16, vào thế kỷ thứ 20, Kyoto là thủ đô của Nhật Bản. Đây. Vào thế kỷ 12 chứ không phải 20. Trào 12. Vậy câu này sai. Đây. Câu số 17, người Nhật đặt tên Kyoto. Người Nhật đặt tên Kyoto là Tokyo, sai ha. Nó đặt tên Ai thành Kyoto chứ không phải là cái Kyoto thành Tokyo. Đau cả não. Rồi câu này sai. Câu số 18, there was an earthquake, có một trận động đất vào năm 1923. Câu này là đúng, bởi vì năm 1923 ở Nhật Bản có một trận động đất rất là kinh khủng. Rồi câu này đúng này, hai câu sai một câu đúng, hai câu sai hai câu đúng. Số 7 dưới, trả lời câu hỏi, which city used to be the capital of Japan in the 12th century? Câu này có nghĩa là thành phố nào đã từng là thủ đô của Nhật Bản vào thế kỷ thứ 12? Và chúng ta sẽ biết là Kyoto. Kyoto in the 12th century. Rồi chúng ta xuống câu 20. Tokyo đã từng được gọi là gì? Chúng ta đọc ở đây này, được gọi là Ai. Chúng ta sẽ viết như thế này, chúng ta không viết giống cái bài đọc bên trên, mà chúng ta sẽ lấy dữ kiện ở trong câu hỏi để viết. Tokyo used to be called
ai như thế này phải không ta? Đôi mắt, mắt. Who designed the Imperial Hotel? Ai thiết kế ra khách sạn này? Vậy ở đây chúng ta sẽ viết là cái ông này, ân này. Rồi, câu tiếp theo. Nhiều tòa nhà hiện đại ở Tokyo được làm từ gì? Chúng ta sẽ viết làm từ bê tông cốt thép đây. Biết đến đoạn này thôi. Và chúng ta lấy chủ ngữ là đây nhé. Đây. Make up concrete and steel. Rồi, xuống bài dưới là viết lại câu nghĩa không đổi nè. May I turn on the radio? Tôi có thể turn on là bật radio không? Và nó sẽ tương đương với cái câu dưới chúng ta viết là Do you mind if I turn on the radio? Câu số 24 là câu tường thuật. Hùng nói với tôi, do you like this film? Bạn có thích bộ phim này hay không? Chúng ta sẽ viết thành câu gián tiếp, từ câu trực tiếp với câu gián tiếp. Đây sẽ là Hùng ask me if I. Chúng ta sẽ lùi câu bên trên thành câu thành lùi một thì, đang là hiện tại thành quá khứ. Like thêm ed vào, did chuyển thành that, film. Rồi, không có chấm hỏi nữa. Câu 25, Alexander Eiffel thiết kế ra tòa tháp Eiffel vào năm 1889. Đây chúng ta sẽ chuyển sang passive voice, câu thì câu bị động. Câu bị động của thì quá khứ đơn là was were. Ở đây chủ ngữ sẽ xài was. Động từ cột 3 design nhá, design. By bởi cái ông này Alex, Alexander Eiffel. In viết tiếp khúc đằng sau này. In 1889 này. Chấm. Câu 26, giữ môi trường sạch sẽ rất là quan trọng. Chúng ta sẽ viết thành một cái câu chủ ngữ giả SE cộng với tính từ cộng với to infinity. Ở đây thật là quan trọng. SE important, có thể để từ very cũng được. Important to keep nguyên mẫu này. The environment. Environment. Chấm. Rồi xuống bài số 6 là sắp xếp lại thành câu hoàn chỉnh. Chúng tôi rất là vui. Ở đây chủ ngữ sẽ là we are delighted. Delighted. Delighted to để nhận được. Receive. 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 To receive. Tôi rất là vui sướng để mà nhận được lá thư. Nhận được lá thư. Receive our grandmother, của bà tôi. Mother. Letter. Letter. Câu số 28, cậu bé nam là cậu bé mà đang chơi bắn bi. Nam either boy. Nam either boy playing marble. Đây là đại phân từ. Đại phân từ marble. Nam either boy playing marble. Hoặc chúng ta có thể có một cách viết khác như sau. The boy mà đang chơi bắn bi, playing marble in nào. Tại phân từ. Chúng ta học rồi. Rồi. Cái đề của chúng ta đến đây là hết rồi.